Chiều ngày 19 tháng 9, bão số 4 giật cấp 10 đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Hoàn lưu bão gây gió rất mạnh và mưa rất to trong những giờ tới tại Trung Bộ, đề phòng lũ quét sạt lở đất. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 14 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 trên đất liền các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 10. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15 đến 20 km một giờ. Vùng biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư, có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, sóng biển cao 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở khu vực biển từ Bình Định đến Cà Mau, phía nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 đến cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 đến cấp 8, sóng cao từ 2 đến 3 mét biển động. Vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7 đến cấp 8 giật cấp 10, sâu trong đất liền có gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Trong đêm ngày 18 tháng 9 và sáng ngày 19 tháng 9, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18 tháng 9 đến 8 giờ ngày 19 tháng 9 có nơi trên 150 mm như Bạch Mã Thừa Thiên Huế 293,2 mm, Hoa Bắc thành phố Đà Nẵng 158 mm. Từ ngày 19 tháng 9 đến đêm ngày 20 tháng 9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to và rải rác có rông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm, có nơi trên 500 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Vừa qua, ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Khánh, huyện Phù Cát cho biết, chính quyền đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người đàn ông có hành vi xả rác thải nhựa xuống biển thuộc khu vực cảng cá Đề Di, gây ảnh hưởng môi trường biển với số tiền 1,5 triệu đồng. Theo đó, người đàn ông này tên là Hà Văn Tý, sinh năm 1987, hành nghề lái xe ba gác, có địa chỉ ở thôn An Quang Tây, xã Cát Khánh. Hành vi đổ rác thải nhựa của ông Tý đã vi phạm quy định tại điểm D khoản 2 điều 25 Nghị định số 45-2022 NDCP ngày 7 tháng 7 năm 2022 về sự phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo thông tin, trước đó ngày 8 tháng 9 xuất hiện đoạn clip một người đàn ông làm việc tại cảng cá Đề Ghi thuộc xã Cát Khánh, huyện Phú Cát, dùng sẻng gạt một lượng lớn túi ni lông trên xe ba gác xuống biển theo các hộ dân chia sẻ số lượng lớn bao ni lông trên xe ba gác của người đàn ông đổ xuống biển dùng để đựng cá và mực muối loại rác thải này thường kèm theo mùi hôi thối rất nồng nặc đáng nói là hành động thiếu ý thức trong việc bảo vệ môi trường biển của người này diễn ra mà không hề thấy ban quản lý cảng cá đề ghi ra nhắc nhở ngăn chặn clip người đàn ông đổ rác xuống biển được đăng tải lên mạng xã hội sau đó và đã có rất nhiều ý kiến bức xúc của người dân cộng đồng mạng lên án hành động thiếu ý thức của người đàn ông này theo thông tin trước đó, tàu An Bình Phát 68 có số hiệu HN2333 do ông Nguyễn Văn Duy làm chủ. Bị chìm cách khu vực Cù Lao Tràm khoảng 13 hải lý về hướng Tây Nam vào chiều ngày 18 tháng 9. Trên tàu chở 4.000 tấn đá bột hành trình theo hướng Thanh Hóa, Quảng Ngãi. Gần đó, tàu CSB-2016, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2, đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển Cù Lao Tràm, Quảng Nam, đã nhận được thông tin của Sở Chỉ huy về vụ việc lúc 14 giờ 30 Ngay sau đó, cán bộ chiến sĩ tàu CSB-2016 đã cơ động khẩn trương, tiếp cận và chuẩn bị các phương án hỗ trợ, cứu nạn tàu bị chìm trong điều kiện ảnh hưởng thời tiết sóng gió cấp 6, giật cấp 7-8 biển động, sóng cao 2-4 m Đến 16 giờ, tàu CSB-2016 đã tiếp cận khu vực tàu bị nạn, tiến hành cứu vớt 8 thuyền viên rơi xuống biển lên tàu, sức khỏe của các thuyền viên ổn định. Cụ thể, lúc 18 giờ cùng ngày, tàu CSB-2016 đã đưa 8 thuyền viên tàu An Bình Phát 68 bị chìm ở Cù Lao Tràm về tới cảng Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 an toàn. Mới đây, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông Phan Tấn Em, 50 tuổi, Hà Ngọc Tuấn, 51 tuổi và Phan Dương Trí, 30 tuổi, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về thi công công trình xây dựng. Theo đó, bị can em và trí bị khởi tố về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại công trình xây dựng đường giao thông trên địa bàn xã Lộc Nam, theo thông tin ban đầu, tuyến đường này do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Công trình Công cộng huyện Bảo Lâm làm chủ đầu tư. Công ty trách nhiệm hữu hạng Nguyên Thanh thi công với tổng mức đầu tư là 10 tỷ đồng. Công trình khởi công vào tháng 9 năm 2021, thời điểm trên bị can em là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạng Nguyên Thanh, bị can Tuấn là trưởng phòng quản lý dự án, bị can Trí là nhân viên Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Công trình Công cộng huyện Bảo Lâm. Cuối tháng 7 năm 2023, do mưa lớn, tuyến đường thôn 9 đi thôn 10, xã Lộc Nam có tổng chiều dài gần 2,2 km bị hư hỏng nghiêm trọng. Qua kiểm tra, cơ quan điều tra công an huyện Bảo Lâm đã trưng cầu giám định chất lượng công trình và phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến thi công giám sát, nghiệm thu công trình gây thất thoát ngân sách nhà nước. Đến nay, dự án trên mới hoàn thiện 782,68m và đoạn vuốt nối tại ngã ba dài 50m. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định. Mới đây, tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội vi phạm về quản lý đất đai và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ở thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên từ năm 2013 đến năm 2019 đối với 22 cựu cán bộ công chức trong ngày xét xử đầu tiên, hội đồng xét xử dành phần lớn thời gian để thẩm tra lý lịch, đọc cáo trạng và tiến hành xét hỏi đối với các bị cáo và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Theo cáo trạng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên đã truy tố 22 bị can là cựu cán bộ công chức ở thị xã Đông Hòa về các tội vi phạm về quản lý đất đai, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, Võ Ngọc Hòa và Lê Tấn Thảo, nguyên chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa, nguyễn huỳnh thị dung lê bá hùng nguyễn văn tiên huỳnh tấn phước nguyên công chức phòng tài nguyên và môi trường thị xã đông hòa bị truy tố tội vi phạm về quản lý đất đai riêng đối với bị cáo lưu hạnh nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã đông hòa đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng các bị can còn lại bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ Cáo trạng kết luận từ năm 2013 đến năm 2019, các cán bộ có chức vụ quyền hạn trong cơ quan chính quyền và cơ quan chuyên môn ở thị xã Đông Hòa nêu trên vì có động cơ vụ lợi cá nhân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ được giao trong giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình cá nhân dẫn đến việc ký 1.156 quyết định cho phép hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cây trồng hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất lúa sang đất ở trái quy định pháp luật với diện tích sai phạm là 308.175,8m2, có giá trị quyền sử dụng đất được quy thành tiền là hơn 432 tỷ đồng ký cấp 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình và cá nhân trái quy định pháp luật với diện tích sai phạm gần 12.000 m2 gây thiệt hại cho nhà nước gần 33 tỷ đồng. Các hành vi sai phạm trên của các bị cáo đã làm phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thị xã Đông Hòa, gây mất uy tín lòng tin của nhân dân vào hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước. Theo thẩm phán Võ Nguyên Tùng, Phó tranh án Toàn Nhân dân tỉnh Phú Yên, dự kiến phiên tòa sẽ xét xử từ nay đến hết ngày 20 tháng 9. Ngày 19 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 33 bị cáo bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã giả soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa. Các bị cáo và gia đình đã phối hợp tự nguyện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an để khắc phục hậu quả. C03 đã kê biên phong tỏa một số tài sản liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan và chuyển theo vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, giai đoạn 1, kiến nghị liên quan đến việc tiếp tục điều tra, truy hồi dòng tiền nhằm xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản nếu có đối với các cá nhân Nguyễn Phương Hồng, thành viên hội đồng quản trị, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, nguyên giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn, Nguyễn Tiến Thành, thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty chứng khoán TVSI và Nguyễn Ngọc Sương, tổng giám đốc công ty SPG. Kết luận điều tra vụ án giai đoạn 2 xác định ba cá nhân đã chết là Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Ngọc Sương phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã giả soát và áp dụng các biện pháp đối với tài sản của ba cá nhân này đối với Nguyễn Phương Hồng đã kê biên tài sản 2,5 triệu cổ phần tại công ty chứng khoán TVSI. Quá trình khám xét đã thu giữ bản chính, một giấy chứng nhận đứng tên Nguyễn Phương Hồng tại số 9 Nguyễn Khoái, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, ngăn chặn giao dịch số dư hơn 85 triệu đồng trong tài khoản mở tại SCB. Qua làm việc, người nhà của Nguyễn Phương Hồng đã có ý kiến đồng ý để cơ quan điều tra duy trì các biện pháp đối với các tài sản nêu trên và chuyển cho tòa án quyết định. Đối với Nguyễn Tiến Thành đã ngăn chặn giao dịch hơn 8,7 triệu cổ phần công ty chứng khoán TVSI, ngăn chặn giao dịch tổng số dư hơn 386 triệu đồng trong hai tài khoản đứng tên Nguyễn Tiến Thành mở tại SCB. Qua làm việc, người nhà của ông Thành đã có ý kiến đồng ý để cơ quan điều tra duy trì các biện pháp đối với tài sản nêu trên và chuyển cho tòa án quyết định. Đối với Nguyễn Ngọc Dương đã ngăn chặn giao dịch số dư hơn 9,1 tỷ đồng trong ba tài khoản đứng tên Nguyễn Ngọc Dương mở tại SCB ngăn chặn giao dịch tổng số dư hơn 50,5 tỷ đồng trong các tài khoản của con trai ông Dương mở tại SCB. Ngoài ra, sau khi ông Dương chết, công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ 216 miếng kim loại màu vàng, 6 sổ tiết kiệm ngân hàng trị giá 132 tỷ đồng, giấy tờ liên quan ba nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh và Long An, cùng 100 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật tài liệu cá nhân khác. Quá trình làm việc, người nhà của ông Dương không đưa ra được căn cứ xác định rõ nguồn gốc các khoản tiền, tài sản nêu trên của ông Dương và có ý kiến đồng ý để cơ quan điều tra duy trì các biện pháp đối với các tài sản nêu trên và chuyển cho tòa án quyết định. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận 4 phối hợp xử lý các đồ vật, tài liệu, tài sản trên theo quy định.